Mưa tới rồi, mưa tới rồi cả nhà. Ở đây là ấp ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, thuộc tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay thì anh em trở lại thăm hoàn cảnh của em Mai 33 tuổi. Thì em mắc một căn bệnh ui xe chạy ghê rồi. Trong thận có nước á cả nhà. Đó thì bệnh viện thì nghe nói là không có tiền điều trị thì cũng đưa về nhà. Đó thì bữa thì anh em cũng đến vào chợ Duyên từ Mạnh Thường Quân á, để cho em Mai có tiền đi bệnh viện. Thì hôm nay thì anh em cũng trở lại thăm. Thì trong nhóm anh em thì cũng có ít tiền của Mạnh Thường Quân tiếp tục gửi cho gia đình á. Thì anh em trở lại thăm để coi cái tình hình như thế nào. Thì mai mốt thì em cũng đi bệnh viện rồi cả nhà. Rồi mưa tới luôn rồi cả nhà ơi. Mấy hôm nay trời mưa quá cả nhà. Mưa nhiều. Ôi chạy vô anh Đứng ơi. Ui mưa rồi. Anh em dầm mưa luôn rồi. Ôi xe vô. Rồi đi anh Đứng ơi. Chạy vô. Ôi chết rồi. Ướt hết rồi. Ai gì đâu Phật. Chờ nghe anh ơi. Ui từ con rồi. Này đi nhanh không được nữa. Từ từ nha mọi người. Trơn á đi té đó. Ui. Chào con, bye bye. Xin chào. Rồi, mưa tới rồi. Ôi. Mưa rồi. Con chào bà nha. Mưa tới rồi bà ơi, mưa rồi, con chạy vô. Ôi nhà ơi. Ướt hết rồi. Ôi, hên quá. Tới nhà rồi. Ôi vừa đến là mưa luôn. Chào cô nha. Vừa đến nơi luôn anh em, vừa đến là mưa luôn cả nhà ơi. Ở đây mưa con thấy sình sình với cô văng nước vô hả? Hồi hôm mưa nhiều lắm. Mưa dạ, rồi bão. À. Ngập là vô đây luôn quá. Ngập vô luôn á. Ui. Hôm nay còn lội vô ở ngoài kìa. Nay lại thăm coi Mai sao rồi. Sao rồi, thấy trong người sao rồi Mai ơi? Tối thì nó nhức. Hả? Tối thì nó nhức, nó đau. Tối là nhức đau hả? Dạ. Rồi đấy. Bật tới cho mẹ tới. Mẹ đậm đi nhé. Khởi đâu em? Cái gì lấy gì ạ? Không lấy cho con gì đó. Dạ được con. Lấy cái gì? Cái đó cái gì? Giấy bệnh hả? Giấy tiền. Bữa ngày 17 với 7 gì em nói em không có tiền. Rồi nếu bác sĩ nói vậy cho em 7 ngày. Rồi cho em đi về đi rồi gắng kiếm tiền. Để cho em 17 tỷ này nếu mà có tiền thì người ta chuyển em đi liền. Dạ. Ồ, 17 tỷ có tiền thì chuyển đi liền. Dạ. Là hôm bữa là Mạnh Thường Quân giúp tiền rồi xong là em đi vô bệnh viện hay sao? Không, bởi vì em nằm viện đó, rồi em xuất viện. Rồi em nói em trong túi em không có tiền, có 200 ngàn à. Cho em xin đi về nhà, rồi bác sĩ nói vậy cho em xin đi về nhà. Cho thuốc uống 7 ngày. 17 ngày nếu mà em có tiền thì chuyển viện cho em đi liền. À, lên ngọn thơ luôn. Dạ. À, cất giấy đi. Dạ. Giấy đi cái đó quay không được. Hôm nay là ông xã có nhà luôn hả? Dạ. Anh chào đi anh làm. Ồ. Dạ, hôm nay có đi làm hả? Đi làm giờ điện kêu về. Ồ, giờ điện kêu về. Anh tên gì? Em hỏi thăm anh chút xíu. Anh tên gì anh? Đàn. Đàn. Đàn hôm nay nhiêu tuổi rồi? Giống em vậy, 33. Ôi, 33 tuổi hả? Dạ. Hôm bữa lại thì không có gặp anh. Đó làm vớt lúa. Bữa nay cũng vớt lúa hả? Dạ, vớt lúa bên ông cô. Bên đâu? Ông Xua hả? Ông cô như cái ngoe đó. Ông cua hả? Dạ. Rồi giờ điện về. Về. Cái chiều nay nghỉ hay sao anh? Nghỉ. Nghỉ ha. Mình đi làm suốt gì đó hả? Làm suốt, làm... 8 giờ về. 8 giờ đêm. À. Ngày được 10 giờ đêm. Ừ. Mỗi ngày vậy được nhiêu tiền? Tại 200, không được 100 mấy có nữa. Đây là giá theo thêm lúa nhiều. Lúa nhiều thì tiền nhiều. Tiền nhiều. Lúa ít thì tiền ít. 1 ngày 200 ngàn mà trong khi đó là vợ bệnh bao lâu rồi anh
Vừa đi làm vậy có 200 ngàn, rồi vợ bệnh nữa, rồi tiền ăn, tiền uống nữa. Anh lo làm sao anh có thể anh nói trên cái video này thử để trong thời gian vừa rồi đó, vợ bệnh rồi anh có gặp khó khăn nhiều không? Khó khăn đi mượn tiền ta. Mượn tiền trị bệnh cho vợ. Thấy nhà mà có một mình anh đi làm, một mình đi làm rồi lo cho vợ con. Nghe nói có lo cho mẹ nữa hả? Bà nữa. Bà lão nữa. Nó có mình hả? Mệt nhiều không anh? Mệt có mệt rồi. Ừ. Cố gắng hả? Cố gắng. Anh buồn. Những mặt anh buồn của mẹ con kia. Thật sự trụ cột chính trong gia đình đó. Đau lòng. Tự nhiên. Trời ơi, chắc chôn vùi trong lòng dữ lắm rồi. Nó hỏi tới ảnh buồn khóc. Tất nhiên có khi nào mà thấy bế tắc không anh? Bế tắc ha. Thì thấy vợ mình tự nhiên cái phát bệnh như vậy. Từ lúc trước nghe nói chân vợ cũng bị ấy hả? Bị gì anh? Chân của vợ anh là bị gì? Bị tật cái vợ đi nó về hoài rồi tí. Dạ. Chân thì cái cuộc sống là đám cưới 8 năm rồi hả? 8 năm. Không có con là cái nỗi đau rất đau phải không? Rồi buồn xin thằng này về. Đã là xin được đứa con nuôi thì cũng vui vẻ, mà trong khi đó khi vợ phát bệnh lên nữa, trời ơi, trong khi không có con người vợ giờ phát bệnh cái nữa, được con nuôi thì rất vui vẻ, cũng gắng đi làm. Đi làm mệt đâu, không dám nghỉ đâu. Ừ, không dám nghỉ. Bệnh không dám bệnh luôn à. Mệt rồi, có mệt rồi. Cố gắng chịu, nhức răng chịu. Dạ. Ồ, nghe nói gì đâu mà vợ nằm viện, mà ta kia chuyển viện mà trong túi có 200 ngàn hả? Ừ, 3 ngày, 4 ngày mới đi thăm vợ lần. À, bao ngày nghỉ rồi đi thăm vợ? Đi thăm mới chiều mới đi. Đi gọi tiền mua đồ ăn, đồ uống bệnh viện. Trong nhà tính tiền khác nữa. Không có mượn tiền đó, mở 50, 20 cho thằng nhỏ này đi học. Mượn cho con đi học. Hôm bữa là khi mà tụi em đến rồi anh về, vợ có tâm sự không? Có nói Mạnh Thường Quân cho tiền không? Có. Anh thấy sao, mừng không? Mừng. Giống như có Mạnh Thường Quân giống như tiếp sức với anh vậy đó. Tiếp cho vợ sức khỏe ở lại. Thì tính ra hồi đó giờ luôn, từ khi mà có vợ thì dắt vợ bị như chân như vậy thì cũng đâu có làm gì hết anh hả? Ở nhà chăm con thôi. Trời, vợ chăm con lắm, cơm ăn không à, không có cho lo đi làm đâu. Ở nhà, lo việc nhà thôi. Việc nhà. Người ngã bệnh như vậy đó cả nhà. Bệnh nó nghe nó 2-3 năm rồi. Còn mấy hôm nay vẫn đau á Mai ha. Còn nhất. Trời mưa là đau, đau cái chỗ... cái chỗ mới mổ bên hông. Dạ. Di Đà Phật. Cười thấy cái vết thương nó có lành chưa? Ở ngoài á. Ở ngoài nó lành rồi nhưng mà nó cố nó đau. Thấy ở ngoài lành rồi nhưng mà vẫn đau. Đau ở trong á hả? Dạ. Cái này phải đi khám lại coi sao, coi bị ở trong nó thần nó ra mũ nè. Còn mũ ra nữa nè. Sao anh? Ra mũ kìa. Ghi mũ nè. Dạ. Anh nói mũ nè. Ra mũ độc ra. Rồi mình không có tiền đâu chị. Kìa chảy mũ rồi cũng. Chứ chảy mũ nói chưa ra hết đâu. Sau tháng tới 6 tháng mấy tôi mới nói rút ống ra được. Ở đâu mà nó là giống như cái những cái chất này là ở trong cái thận của mình. Thận mình, khớp thận mình. Nó chảy ra. Mũ. Nếu không nói đi không kịp là chết. Đi kịp cục giò. Trời ơi. Mà không đi không kịp là chết rồi. Nghe cô hôm bữa nói là tối hai chồng hay tâm sự hả? Tâm sự, không có dám ngủ đâu. Từ 12 giờ đêm tới 2 giờ mới ngủ. Trời ơi, đi làm mỏi mệt về mà ngủ không dám ngủ nữa, canh vợ nữa. Vợ bệnh không dám mà ngủ nghe để giữ sức khỏe để mai sáng làm phải canh vợ. Chờ vợ ngủ này kia rồi mới dám ngủ. An ủi vợ hả anh? An ủi cho hết bệnh đó. Cuộc sống thì cũng đi mưu sinh ha, cũng làm với người ta mà không có trọn vẹn cho anh. Một người đàn ông là coi như là làm suốt rồi, lại thế đi làm. Đi làm đi suốt, về nhà nấu cơm, sáng nấu cơm rồi mới đi làm, nấu cá, nấu thịt mới đi làm được. Sáng anh phải nấu cơm, làm đồ ăn luôn. Đồ ăn mới đi. Rồi. Quá tội nghiệp ha. Giỏi chứ, tính ra anh giỏi á. Cái sao cưới rồi thì ý cho ăn riêng rồi. Cho ăn riêng đi hai vợ chồng. Là khi mà ở đây nhưng mà ăn riêng. Ở đây, vợ chồng ăn riêng. Dạ. Dạ. Cho ăn riêng. Ủa gì ở đây là nhà này là mình ở chia. Nhà này là nhà của má của Mai, còn nhà trước là nhà của ông nội bà nội. Nhà má của Mai.
là cô đó, là cô á. Cô rồi sao? À. Còn cái nhà trước á thì nhà của ông nội bà nội. À. Ông nội bà nội mất rồi, còn cô ba đó. Dạ. Yeah. Ba đó là coi chợ con. À. Vì bà của mình em bà cũng có con đứa mà bị điện giật chết rồi, nó chết hồi 23 tuổi. Trời ơi. Rồi giật điện chết á, rồi bà không còn với ai, rồi giống tôi á thì có đồ ăn á thì cho bà mớ. Rồi nếu hai vợ chồng nó làm có đồ ăn gì ngon ngon á cho bà mớ vậy đó. Dạ. Yeah. Là nuôi bà dùng đó. Nuôi bà già hồi nãy lại. Dạ dạ. Dạ hiểu rồi. Còn cái nhà trước đó là nhà nước ta cho. Ừ. Bà thấy cái nghiệp bà đó. Thì tính ra một cái căn nhà từ trước hay sao thì mình chia ra giống như ba hộ vậy ha. Giống ba hộ biết sao cái à. Gì đó, hồi đó là bà nội còn ông nội còn á thì bà nói bây giờ cha thì không có đất có đai gì đâu, bây giờ đất dài vậy con ở ba thì ở trước rồi con thì ở sau cất một khu vậy đó. Dạ. Cất trong khu gì đó. Rồi bây giờ ổng mất năm nay nữa cỡ 17 năm rồi ông nội bà nội đó. Mất năm nay nữa có 17 năm. Dạ dạ, con hiểu rồi. Dạ. Ừ. Vậy là nữa là khi mà mai mà 17 tay phải không là đi bệnh viện, dạ. Chuyển lên tiếng trên luôn. Dạ. À, mốt là đi rồi. Ngày thứ tư. Ờ, dạ. Là ai đi với mai? Cô mới vợ đi. Rồi à. Em ở nhà coi con đi học. Vì Lanh phải nghỉ ở nhà. Nghỉ nhà coi nhỏ đi học. Dạ. Đi lắc lắc lắc. Học rồi, có ai kêu nó đi làm giáp lúa giáp gì nó đi làm mà nó ở gần con nó. Ừ. Còn tôi với thầy có lẽ tôi đi nữa, tôi bệnh tôi cũng đi, đi nuôi con tôi không mấy gì có bể đâu, cũng mệt tim. Ừ, cũng mệt ha. Dạ, cũng mệt tim, nằm bệnh viện hoài á. Dạ. Nằm có khi nửa tháng, có khi 10 ngày, có khi á chừng nào khỏe thấy khỏe luôn. Mở chút chân á là chạy xe ôm đi coi. Dạ. Vô nước biển rồi á mới đi á. Dạ. Yeah. Rồi nếu mà chưa vô nước biển thì không đi đâu. Ừ. Phải khỏe mới đi ha. Dạ, phải thấy đi. Chứ đâu có ai cũng đơn chiếc. Này thì ở làm có tiền đi. Rồi có tiền chút đỉnh đi lấy xa sở cho vợ nó. Dạ. Yeah. Mà nó đi rồi không có ai dẫn này đi học nè. Dạ. Yeah. Vậy đó. Bởi vì vậy ví dụ ở nhà sáng anh đưa đi học rồi anh đi làm rồi xong rồi về rước hả? Về rước có khi về rước, có khi đang làm á thì ông mãi đi đưa về. Ông mãi 63 tuổi đó. À. Ông đi đưa về rước về học, nó cũng ở gần nhà nè. Dạ. Đưa về con nhóc này là bỏ gan người rồi đó, bỏ gan người để coi người đi rồi. Đi là mình có xe gì chưa? Không có xe đâu. Thuê xe hả? Chưa có xe. Ủa, bữa mình có cho. Chứ có xe đi. Có xe từ thiện á, mình có đi xe. Thì đỡ tốn tiền. Dạ, cái này. Chứ để đi cái mình trốn thêm số tiền nữa đó. Đi là tốn, bị gì biết sao, không có hỏi bác sĩ. Con Mai này nó hỏi này, Mai nó nói nếu mà em đi chuyển viện đi tốn tiền, bác sĩ nó tốn cỡ 1 triệu. Dạ. Đúng rồi, xe bệnh viện tốn cỡ 1 triệu. Tốn cỡ 1 triệu đó. Dạ. Thì mới tôi nói nếu mà tốn 1 triệu chắc không có tiền. Là bây giờ mình khi mà đi là mình phải lên trên đó hả? Đi phải mình lên trên đó. Rồi xong rồi lấy giấy mình mới đi. Mới đi. Ồ. Bây giờ cũng có tiền mạnh thường quân rồi, nói chung là có 1 triệu tiền xe thì mình có thời gian, như bữa hổm là không có đúng không? Bữa hổm thì lợi taxi lợi nó ăn từ đó lợi có 140. Tới nhà rồi móc tiền cho nó thấy nhị con đấy. Thấy tu nghiệp mai đó. Bây giờ thì vô trong đó thì lấy giấy. Nhưng mà có xe thì không đồng thì tốt đúng không anh Tấn hả? Ừ, đúng rồi. Tốt, còn không có thì mình bỏ gan chịu để cho xe bệnh viện đưa mình đi luôn. Phải chịu rồi, cái phần đó phải chịu rồi. Thì hồi con cho số cô thì có gì cô điện trước người ta hỏi cô có xe. Hôm nay là điện được rồi nè, ngày mốt đi là hôm nay điện được rồi nè. Hỏi có xe không thì xin giống như là chiếc xe lên Cần Thơ thôi. Dạ. Giống như bây giờ lên trên phải lên giờ là phải chở Mai lên bệnh viện để lấy giấy mới xuất viện nữa thì hẹn ở bệnh viện luôn. Hẹn ở bệnh viện giống hẹn ở đây. Gói đồ một giỏ nè, chuẩn bị nè. Bây giờ nếu mà có số xe đó, có số xe mà mình lại đó. Xe mình là hồi lại xuất viện đó. Dạ. Rồi nếu mà mình đi thì mình viện cho người ta. Lên trên đó khám rồi mà giờ cũng chưa biết sao, nó lên đó khám rồi coi như thế nào, coi người ta có cho mình nằm viện hay không, nó khám giống như cái vết mổ đúng không, khám cái vết mổ của mình đúng không ai hả?
Bởi vì biết sao mà bác sĩ có nói rồi, nếu mà ý đi về nhà, ý tâm lý đi, chừng nào ý về nhà coi coi xong hộp gia đình coi. Bởi vì là cô ngồi lại đây ngồi nè. Nếu mà xong hộp đi là lấy cháu nó đi đi. Bởi vì thầy Lâm Ngọc Mai này nó cũng mổ 2-3 lần là nó phức tạp lắm. Bây giờ nếu mà cô không lấy đi sợ thận Mai này giữ không được. Yeah. Hãy lấy đi. Mà lấy đi rồi mới ý nói, nếu mà lấy đi vậy thì trong túi không có tiền. Rồi mới bác sĩ nói bây giờ nếu mà cô không có tiền thì bây giờ xuất viện đi về nhà đi. Rồi nếu mà có tiền thì phải đi sớm sớm. Bởi vì có giấy hẹn rồi nè, có giấy bác sĩ hẹn đó, nói phải đi sớm sớm. Rồi bây giờ biết nói sao. Thì bây giờ có ngày rồi thì mình tới 17 thì mình đi thôi. Bây giờ 17 là đi nè. Bây giờ 17 phải đi. Chứ bây giờ tiền thì bữa thì cũng có tiền Mạnh Thường Quân rồi đó. Có tiền phải đi. Phải đi. Đi coi tình hình coi anh sao. Mạnh Thường Quân giúp là cho Mai vô bệnh viện rồi chuyển lên Đoàn Thơ mà. Dạ, phải cho đi mới được. Chứ là ngày mai, ngày mốt là đi rồi. Mai mốt có chuyện gì nữa. Chứ để nhà lỡ cái vết thương mà nó nhiễm trùng là mệt lắm á. Bị gì biết sao, bị gì nói cái đường ống này nè, mặt đó nó ra cục gì đó. Yeah. Nói rồi mới mình cũng không mấy gì biết nữa. Rồi tôi hỏi bây giờ bác sĩ ơi, nếu mà xuống đi về nhà rồi cái ống này sao. Rồi mới bác sĩ trình bày cho mình biết á, nói bây giờ Lâm Ngọc Mai này là phức tạp, nếu mà lấy ống này ra thì chết. Bị gì cái thận này là cái thận ư nước, bây giờ nước nó ra ngoài à, bây giờ lấy đi là không được, bây giờ phải mình đi bệnh viện bình dân người ta xử lý sao á, mình đi thẳng đó đi. Dạ. Đó. Anh ta nói chính xác là Cần Thơ đúng không? Ừ, nói chính xác vậy đó. Chứ không phải Sài Gòn ha. Ừ. Không, đầu tiên thì nói Sài Gòn rồi tới thấy tôi khóc quá trời rồi bắt đầu thôi bây giờ đi bệnh viện bình dân đi, bình dân là Cần Thơ đó. Rồi mới mình thì nếu mà ấy thì nếu mà bệnh viện kêu đi Sài Gòn á thì mình có giấy chuyển thì mình đi Sài Gòn. Dạ. Mình nhờ xe không đồng. Dạ. Gửi lên chuyển mình lên trên đó. Dạ. Sài Gòn thì hay hơn. Rồi để tôi nói nghe rồi. Chứ mà chuyển về Cần Thơ thì cũng cần. Mới tôi nói là bây giờ mình không mấy gì biết bệnh viện Cần Thơ bình dân thì không biết, rồi mới mấy người kia nói ý ơi tiệm thuốc tây đó. Dạ. Đi mua thuốc đó hồi hôm qua người ta nói ý ơi nếu mà bệnh viện bình dân đó con sợ là bệnh viện cần lệnh Sài Gòn quá. Nói là mấy người bán thuốc người ta nói đó. Đúng rồi. Rồi mới tôi nói chứ không phải Cần Thơ đâu. Rồi mới tôi nói Cần Thơ là bệnh viện đa khoa Cần Thơ với ông bú thôi. Rồi bệnh dân là ở Sài Gòn á. Mới ý nói bây giờ ý không biết sao nữa, người ta nói vậy nói bây giờ con thấy là chắc có lẽ là Sài Gòn có. Đúng rồi. Muốn hỏi lại bệnh viện đi bác sĩ. Dạ. Nếu mà Sài Gòn thì mình xin xe lên Sài Gòn. Dạ. Bây giờ mai này mốt này đi nè, mới ý hỏi coi sao gì đó. Dạ. Rồi mấy người kia nói sợ bình dân sợ. Chứ bệnh viện bình dân là ở Sài Gòn á, chứ không phải ở Cần Thơ đâu. Bệnh viện bình dân là Sài Gòn đó. Rồi ý thì dân cứ đưa lên Cần Thơ thì bệnh viện đa khoa với bệnh viện ông bú thôi. Dạ. Rồi giống ý cô không chứ đưa lên đó thì khi mà không đúng bệnh viện cũng khổ. Thì mình vô mình hỏi người ta đi thì trước mắt thì bây giờ ngày 17 này bắt đầu vô đi là hỏi bác sĩ đàng hoàng, hỏi rồi mới chuyển xe. Có xe không đồng thì đỡ cho mình. Dạ. Lên trên đó tốn tiền xe cũng nhiều á. Dạ, lên Sài Gòn nhiều lắm đó. Hỏi chuyển đi được đi Cần Thơ được không, hỏi bệnh viện lớn á, hỏi về gia đình không có khả năng, nếu mà chuyển lên kia thì chi phí nó nặng quá. Dạ. Hỏi bệnh viện xin giấy chuyển lên thôi không cần đi Sài Gòn. Dạ. Với lại mình có bảo hiểm nè, có giấy chuyển nữa thì lên nó không có, nó đúng tiếng á thì đỡ. Dạ. Lên chỗ người ta khám rồi người ta coi cái hướng điều trị sao. Bây giờ mấy chú biết không, bây giờ nếu mà chuyển đi á, nếu mà nằm ở đây á nó cho to mình mua thuốc tiền không à, nếu mà đi hoặc là bệnh viện Cần Thơ nữa là có to cũng mua thuốc vậy cũng khổ. Đó là giống vậy rồi cũng phải chuyển đi một lần nữa. Dạ. Lên đó mà không y như ở đây thì phải chuyển đi một lần nữa, mất công mình nữa rồi đó. Dạ, mất công. Đó, mà vô đó thì phải tốn một mớ tiền nữa rồi. Nếu được thì mình đi thẳng luôn. Dạ. Chứ mổ nếu mà ổn định thì đâu có chuyển viện đâu. Dạ. Vì chắc mổ là chắc có vấn đề gì ở trong đó rồi. Bây giờ này nè, bây giờ nó nhức dữ lắm, tôi nó gân lắm. Nhất là nó chưa có lành anh, vết thương ở trong bụng nó chưa lành, gắn cái ống ở trong mổ ở trong.
Sao ngày mai mới về sao em? Ngủ nghe gì được không? Tối nay nhất. Mấy bữa trước mà Mạnh Thường Quân không lại rồi, giống như cái suy nghĩ em là không có tiền rồi nằm vậy hoài rồi sao? Buồn nha. Buồn. Hả? Không mỗi đêm rồi. Khóc mỗi đêm. Rồi ơi. Thấy gia đình thấy khổ quá. Rồi đâu có tiền mà để nhập viện hay kia đâu. Rồi cái bệnh thì nó nặng trong mình nữa. Càng ngày nó càng đau đớn. Mổ xẻ rồi từ lưa hết trơn. Anh nhìn anh thấy còn đau giùm cho nó chứ đừng nói. Ngày hôm mà chồng nó lỡ ra mua. Rồi mua đâu mà anh em ơi. Mua để chút đi anh Tuấn anh. Được có 100 mấy 200 mà lỡ 9 giờ 10 giờ. Dạ dạ. Nó mưa rồi, chắc đợi chút xíu thôi. Đợi chút xíu. Hồi luôn nãy đột mưa đó. Nó lại trễ. Nãy giờ mưa cũng tạm ngưng. Hỏi. Anh lấy chồng nè, chồng nữa. Hỏi người thôi, hỏi nhiều người quá. Nó bầu trộn á. Hôm nay chồng là đang đi làm á, thì nãy điện kêu về. Về. Hồi chiều nay là nghỉ luôn ha anh ha. Nghỉ. Cứ chiều nghỉ. Dạ. Cái này mình đi giặt lúa là theo máy gặt liên hợp hay là mình giặt hàng ngày anh? Lò sấy ha. Dạ. Ồ, vì mình xuất ca gì là một ngày khoảng mình làm được bao nhiêu thu nhập? Thu nhập được 200 mấy. 24. Là từ sáng tới chiều được 240 đó ha. Ừ. Bởi vì không có khả năng mà lo cho em như là em Mai. Nằm bệnh viện miết trong thời gian mấy năm trời. Mấy hôm nay bị đau. Rồi cô định là đem đau. Chừng nào mới đem em Mai đi ha? Mốt là ngày 17 tay ha. 17 tay. Ngày mốt là đưa ra Sóc Trăng khám xong là chuyển viện. Mà chưa biết nữa. Đi Sóc Trăng khám xong rồi mới chuyển viện lên trên ha. Lấy giấy là chuyển luôn. Rồi không biết là lên Sài Gòn hay Cần Thơ nữa nè. Một cùng dấu đi. Thì ngày 17 tay chuyển viện cái đâu vậy. Đó thì cũng như là đem lên Sóc Trăng khám rồi mới là người ta chuyển mới là lên. Chuyển đi. Mà hỏi coi người ta chuyển lên bệnh viện nào nữa. Đây là chồng của em nè, cũng ngày mà cũng được 200 mấy đâu vậy. Bóc giá. Lò sấy. Bữa nay xin nghỉ một bữa. Bữa nay xin nghỉ một bữa. Sớm làm được 2 tiếng đồng hồ thì nghỉ. Rồi nữa có đem vợ cũng như là có nếu mà chuyển lên trên có đi theo vợ không hay ở đây làm cho mẹ đem đi thôi. Cho mẹ đem đi thôi. Làm cho con đi học. Ở nhà giữ con đi học. Đi mấy lần á tôi đi nuôi. Thôi định nuôi tí cô. Nằm bệnh viện mấy lần tôi đi nuôi không. Dạ. Cô không định nữa. Cô nói là mấy hôm nay gầu hả cô? Gầu hả? Có Mạnh Thường Quân giúp như vậy mà cũng lo hả? Lo là lên trển sợ không đủ tiền phải không? Sợ không đủ sợ mất con. Sợ mất con mới đâu. Không đâu, có bảo hiểm mình cũng không có tốn nhiều đâu. Chi phí chủ yếu mình ăn uống rồi ha, mình chăm sóc thôi. Còn cái chi phí đó cũng không có nhiều chi quyền. Nếu mà người ta chuyển á. Đúng tiếng nè, rồi có bảo hiểm thì không có tốn tiền nhiều. Chỉ tốn tiền xe này một kia thuốc men. Được. Thấy lo cho con, sợ mất con. Cô có mấy người con lận? 4 đứa, coi gia đình hết trơn. Còn thứ hai thì con có một đứa vợ thôi nhau quá. Rồi còn ở nuôi gà trống nuôi con. Dạ. Rồi nó bệnh, nó mới xuất hiện được mấy ngày nay, nó sỏi mặt á. Nó mới xuất hiện. Dạ. Rồi nó nằm, nó đâu có tiền bạc gì đâu. Một đứa con nó đi học, con nó được 11 tuổi học lớp 4. Dạ. Trời ơi. Bây giờ học lớp 4. Bây giờ gà trống nuôi con. Rồi cũng gầu lắm, con nào cũng gầu con cũng gầu dữ lắm. Dạ, phải sợ hả? Mấy chú giúp đỡ vậy á, tôi mừng, tôi cảm ơn lắm mà. Suy nghĩ lại á, nếu bớt thì bớt đi, không bớt sợ mất con. Nó đi bỏ con nó một đứa. Bây giờ nếu mà tôi bệnh á, tôi sao đi, tôi bây giờ 56 tuổi rồi, tôi hết sợ chết rồi. Cho sợ con nó sống bên chồng nó với con nó. Tôi bệnh nó tôi gắng tôi đi nuôi con. Chừng nào có khỏe thầy đi mua này mua cho con, chừng nào không có khỏe thầy nằm cái con. Mua chiếu một chiếc nó nằm cái con. Cũng không có được tỉnh gì đâu, cũng buồn. Còn mấy người nằm ở trong á, thôi ý ơi đừng buồn chi, có khi người ta đi mua cho mình, mua cháo cho con hộp, mua cơm cho mình hộp,
hoặc là cà phê sữa, nói ngay đi. Mấy người nằm ở chung người ta cũng mua cho ăn, tao hơi ý dò nhất có ý đừng có đi. Ý đi á sợ té sợ gì cũng nghe lời mấy người đó cũng không dám đi. Cũng gầu. Rồi nếu mà thấy con nó sốt á, nó sốt hoài nó nóng sốt là chạy lên chạy xuống một đêm vậy á là ngủ không biết được, 3-4 giấc nữa không ngủ không được. Chập mắt là bắt đầu gỡ. Ủa cô sao con. Mà nếu mà mình có tiền mình đem đi sớm được không? Hai đợi gì mà tới 17 tay mới mình đem đi được ha? Bởi vì người ta để giấy hẹn cho mình. Ờ, cũng có giấy bác sĩ nè, ở Sóc Trăng này ha. Dạ dạ có giấy nè. Ờ, nè, vậy là đợi có giấy nè. Giấy hẹn của bác sĩ Sóc Trăng rồi quý vị đó. Có. Thì cũng có mới đợi tới 17 tay nè, không thôi là cô nóng ruột hơn mình nữa, tính đem đi liền luôn đó. Dạ, tính đem đi liền á mà người ta hẹn cho mình ngày đó mình đi. Dạ. Có số điện thoại trong đó không? Có, mình điện cho bác sĩ hỏi giờ Mạnh Thường Quân cũng cho được số tiền thì mình đi trước cái ngày hẹn cũng được, vậy đâu cần là nằm tại còn có hai bữa thôi nhé. Mốt là tới rồi. Mốt là tới rồi. Dạ. Theo anh vậy dạ như vậy rồi giống như anh không có tiền rồi để nằm như vậy hoài rồi cái suy nghĩ mỗi đêm là anh có đường phương hướng nào mà để cứu vợ mình không? Giống như bệnh là rất nặng đó anh. Trong cái đó trong thận mà nó ứ mà giống như là có mũ rồi gì là nặng lắm anh. Nặng đó không có tiền không bạc. Tới vụ 2, vụ lúa 2 có tiền mới đi được. Mà một cái số tiền của anh làm là được bao nhiêu mà để đưa đi? Một ngày được 200, ăn được hết 100, còn để 100. Cũng như dành dụm á, dành dụm lên á. Không đủ đâu anh ơi. Vậy không nổi đâu. Bây giờ thì cũng vậy rồi, biết sao giờ cũng gắng cố gắng chứ anh đâu có dám nghỉ ngày nào đâu. Không dám nghỉ đâu. Không có nghỉ ngày nào đâu, nó làm ai ở đây cũng khen hết trơn á, là Nhật cái hai vợ chồng nó Nhật. Nó cũng khen. Nó làm không có nghỉ ngày nào đâu, nó thấy vợ vậy á. Yeah. Nó làm thì làm thiệt mà cũng lợi, nó thấy con nó cũng nó khóc hoài vậy á. Người đàn ông chung vui nỗi đau. Thấy vợ không có ở nhà rồi còn có hai cha con. Thì đó là tôi cũng thấy nó không là... tôi cũng dám coi nó, tôi đi nhà ra nhà sao rất buồn là về dạ. Cái hoàn cảnh vì không thấy vợ thì bị tật thấy gì đó, thì con thì không có 8 năm trời đấy anh chị em, kiếm một đứa con ruột không có đành là phải sinh một người con nuôi không có giờ luôn. Nội nói chung cuộc sống hàng ngày á đã anh đã vất vả rồi. Rồi nội lo cho vợ con gia đình đó. Lúc mà chị không bệnh á mà giờ chị bệnh giống như khó khăn á, chồng khó khăn á, chồng chất lên con người đi anh... làm thì phải nghĩ vợ ở nhà làm sao, đau đớn làm sao, sợ nhất là cái cú điện thoại điện ha, nó vợ mày vậy ha, nó về nhà nói ngay đi, đồ đạc vợ nó gì nó cho mình làm đó, nó sợ tội. Về mệt cỡ nào nó cũng giặt đồ cho vợ nó, giặt nó chừng nào khuya vậy nó đi mua đồ mua gì làm cho vợ nó ăn, hoặc là mua cháo mua gì cho nó ăn mới vợ nó mới nó đi làm. Dạ. Nói ngay đi, nó lợi cỡ nào giặt nào 10 giờ cỡ nào nó cũng lợi giặt đồ giặt gì nó coi vợ nó anh vậy. Buồn anh cứ tâm sự với mấy em để anh mấy có em sợ giải không? Quyết cái nỗi buồn của anh chưa? Anh có sợ mà, sợ mà một ngày nào đó mà vợ không còn nữa không? Anh có sợ không? Có nghĩ cái điều đó không? Không còn nữa. Không cho con. Trời ơi. Anh nói cũng không có được luôn. Anh nghẹn ngào luôn. Anh cứ tâm chắc sự với mẹ. Chắc tối ngủ rồi lo lắm đúng không anh? Lo. Thấy vợ bệnh như vậy rồi lo. Bây giờ mà không đủ thì không bỏ. Cũng gán đi làm lắm nhưng mà không có đủ ha, không có đủ bởi vì có khi một người bình thường như vậy mà mổ 2-3 lần như vậy trời ơi nó mổ nát cái bụng hết trơn rồi. Cái tay mình đứt thôi mà mình chịu còn không nổi nữa, mà trong đau đó là dao kéo gì trong đó nó cắt nó xẻ từ lưa trong đó hết trơn, cuối trong cùng... khi đó nghe nói là mổ cái đó không được rồi phải mổ lại lần hai nữa, nó đau đớn dữ lắm á, không có tiền rồi đưa về nhà nằm như vậy nè. Mổ nó lại nằm chỗ hồi sức đó. Có khi người ta người khác người ta mổ ngay ngày người ta tỉnh, nó có khi 3-4 ngày ngồi đó khóc mà thì trong vòng 2 tháng là mổ 2 lần. Dạ. Người cứ ngồi khóc không thấy nó không tỉnh. Mà thận ứ nước sao mà mổ tới trong vòng 2 tháng mà mổ 2 lần luôn chà. Em nghĩ là cái vết mổ ở dưới bụng á là mổ lần đầu rồi gắn ống nhưng mà như không được, không có rút nước ra được.
đó là bác sĩ giống như họp lại rồi mổ thêm lần hai đó. Nên giờ nước mới gắn rồi đầu nước nó chảy ra nè, dịch như mổ lần đầu chảy ra có mũ không em? Có đó, có mũ không? Có mũ chảy ra được rồi đó. Có mũ sẵn rồi, mổ thêm lần thứ hai nữa. Là mổ đầu tiên á thì bác sĩ lớn á, người ta lợi người ta coi cái phim mà nó chụp CT với mà chụp hình vậy đó. Bắt đầu là người ta thì ảnh nó là bữa từ sau rồi mới người ta lợi người ta coi nó vậy, người ta nói không được. Để từ sau thì Lâm Ngọc Mai này là không giữ giữ tánh mạng được, hai mổ liền. Bắt đầu lấy tập bắt đầu 1 giờ chiều bắt đầu lấy đi mổ rồi. Nói nếu mà bẻ thì sợ thận sợ cái mũ nó bẻ thì mình chết á. Mình không có sao. Ở trong nó ứ nhiều quá không ứ nó không ra được, không ra được thì nguy hiểm. Bác sĩ nói bây giờ là Lâm Ngọc Mai này đỡ là đẩy lâu không được, bây giờ là phải trị cái mạng trước. Đúng rồi. Bắt đầu mổ. Tính coi đi là mổ 1 giờ chiều, 1 giờ chiều á, 11 giờ tối mới người ta thông báo bây giờ bệnh nhân nào lợi nuôi Lâm Ngọc Mai 33 tuổi phải lên đi lầu 4 phải lấy giấy đi mua thuốc. Mình lên xuống lầu xuống chạy mua rồi chạy lên. Rồi nằm không được. Nằm không được. Mấy người kia nói bây giờ ý nằm đi, bây giờ con ý họ tên gì. Bây giờ con dùng canh cho mấy người ta nằm cái đó không. Tôi không nằm không được, tôi sợ người ta kêu tên sợ không biết. Bắt đầu tới sáng 1 giờ trưa đó mới người ta kêu tên. Người ta kêu tên mình á là bắt đầu người ta mổ rồi đó. Bắt đầu người ta kêu tên á là lên đi lầu 4, đi là xe người ta kéo vô lại lầu 5 là nằm chỗ phòng hồi sức đó. Là vô nằm đó thấy bụng có treo hai ba bụng có thấy máu. Thấy á là tôi khóc không á. Mai em mổ mà đợt đầu tiên là em có suy nghĩ gì lúc mình nằm trong phòng mổ, giống như cái cảm xúc mình là sợ, giống như sợ sệt cái gì không? Giống như là con chồng ở nhà không có em, mà mẹ nuôi. Em sợ lần đầu em sợ, nhưng mà sợ thất bại, em sợ hết nhìn thấy con em với chồng em. Trời ơi. Một lần đầu là mổ không thành công, rồi lần thứ hai nữa. Thì hôm nay thì Thắng Miền Tây cũng lợi nhận được cái số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân, như là bữa hổm có đăng một clip rồi đó. Thì cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất nhiều đã đồng hành cùng Thắng Miền Tây và tất cả anh em trong nhóm Sóc Trăng. Thì hôm nay thì Thắng Miền Tây nhận được đó là của anh Thanh Nhã 1 triệu và bác Lâm Văn Muối đó là ở Úc cũng gửi cho em là 4 triệu. Hôm nay thì mình nhận được như là 5 triệu đồng. Đó thì bác Lâm Văn Búi này cũng coi được các anh em, nhóm anh em và coi được nhóm của Thắng Miền Tây. Đó thì cũng 91 tuổi rồi. Bác 91 tuổi mà cũng gắn chích cái số tiền ra thấy em như vậy để cũng như có chi phí để đi nằm bệnh viện tuyến trên. Đó thì một lần nữa thì Thắng Miền Tây cũng chân thành cảm ơn quý khán giả và là bác Lâm Văn Búi nói với anh Thanh Nhã của tài xế xe đó. Đó thì cũng gửi 5 triệu đồng cho gia đình. Thì hôm nay mình cũng xin trao gửi gia đình nha. Đây là bác ơi, con xin gửi bác nha. Đây là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, anh em đến thăm tiếp tục gửi tiền Mạnh Thường Quân để cho đây là 5 anh Mai triệu đồng bệnh viện. Đây là 5 triệu đồng đó. Dạ. Bây giờ cảm ơn. Tôi xin cảm ơn mấy người đi nước ngoài hoặc là đi Úc đi gì á, bây giờ tôi lời được 2-3 tiếng, bây giờ tôi xin cảm ơn mấy chú mấy bác ở đâu vậy đó, cho xin cảm ơn. Xin lấy con tôi được đi cho nó hết bệnh hết gì đi, là tôi đừng cho tôi khóc mỗi đêm tôi ngủ không được, cho con tôi nó khỏe đi, nó nuôi chỉ mong con khỏe thôi. Con khỏe đi được, hai vợ chồng nó con nó hạnh phúc. Thấy tôi vậy đó là tôi xin cảm ơn nhiều rồi. Xin cảm ơn mấy chú đồng quân Xin cảm ơn. Anh em cũng mới đến đó, thì hôm nay thì trở lại thì nghe tin là mai mốt là bắt đầu đi bệnh viện rồi. Chuyển lên tuyến trên rồi, anh em đến thì cũng như có Mạnh Thường Quân giúp bao nhiêu thì cũng gửi cho gia đình luôn. Nói thì hôm bữa thì con đến qua kênh Pagina thì cũng cùng với anh em cũng ứng tiền Mạnh Thường Quân ứng chích quỹ ra, chích quỹ là được hôm bữa gửi cho em là 5 triệu rưỡi đúng không? Hôm nay thì cũng có Mạnh Thường Quân gửi thêm 1 triệu nữa cho anh, cũng gửi cho em Mai luôn ha. Gửi cho em để giống như
chung là gom lại để mình đi bệnh viện. Dạ, dạ, dạ. À, thì đầu tiên thì có anh Tài ở quận 8 là gửi 500, với lại một chị gái chủ quán phở 45 ở Sài Gòn là gửi 500. Dạ. À, thì cũng xin phép gửi cho gia đình luôn, xin phép bằng quân gửi gia đình luôn. Rồi cô nhận luôn ha. Dạ, đưa dạ, mẹ dạ. giữ tiền luôn ha Mai ha. Dạ, 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 dạ. Cô nhận giúp con. Phần nào coi em dạ. nguyện kiếm dạ. trên. Dạ, dạ. À, mô Phật. Mong anh em chung tay lại, mạnh thường quân chung tay lại gì đó giúp dạ. cho em Mai để đi khám để coi như thế nào. Anh Tấn gửi tiền, anh Tấn à. Giống như Mai cảm nghĩ là giờ là đã cũng là số tiền là hai lần là cũng mười mấy triệu, là mình là giống như mạnh thường quân tiếp sức cho mình là được để đi tiến trên dạ. rồi được thêm giống như là thêm cái hồi sức là để có sức sống lại cho em dạ. em cảm nhận sao? Em rất là vui. Vui, rất vui nha. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân. Giống như là 30% cái sức lực cho mình lại vậy đó. Dạ dạ. Thì bên kênh YouTube của anh là Tấn là Tấn Mi Chu, Facebook là Tấn Mi Chu, cũng ủng hộ được một số tiền là được 1,7 triệu cho em để tiếp sức cho gia đình, để có tiền để đi tiếp tục điều trị cho em trên bệnh viện tuyến trên. Dạ. Anh cũng trao luôn. Dạ. Bên anh Tấn thì cũng gửi thêm 1,7 triệu nữa coi nha, 1,7 triệu không? Dạ. Giúp cho gia đình. Giờ thì chỉ thực sự trong lúc này rất là cần những cái tình thương của quý mạnh thường quân như thế này. Mỗi người ít chung tay lại để giúp cho gia đình đó. Thì qua các kênh YouTube của Sóc Trăng thì cũng cảm ơn anh chị em mạnh thường quân từ trong nước và ngoài nước, và đã có những cái số tiền cũng không ít cũng không nhiều để gia đình tiếp tục được cái số tiền để đưa bé đi được bệnh viện. Thì xin chân thành và chúc anh chị em mạnh thường quân luôn dồi dào sức khỏe. Và em sẽ trao 1,7 triệu ở bên Facebook của Tuấn Mi Chu cho cô nha. 500 triệu. Trời đang mưa luôn rồi. 16. Trời đang mưa chắc hơi ồn. 17. Thì cô có gửi lời lại các mạnh thường quân các kênh YouTube của Sóc Trăng không ạ? Dạ. Bây giờ tôi xin mở lời cảm ơn mấy chú dùng giúp đỡ cho con tôi Lâm Ngọc Mai này, tôi xin cảm ơn lắm. Tôi bây giờ không biết nói sao với mấy chú nữa. Chỉ biết gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân thôi. Xin cảm ơn cho đứa con tôi nó khỏe đi, cho hết bệnh đi. Tôi cũng mừng lắm, bây giờ tôi không biết. Như mạnh thường quân chung tay giữ lại cái sự sống cho dạ. em Mai vậy đó. Dạ, chứ dạ. đầm ở nhà như vậy thì rất là nguy hiểm dạ. luôn. Những vết thương thì mới mổ. Mẹ mang cũng chứng bệnh cho mình rất nhiều, phải đi nuôi con trên bệnh viện. Dạ, thì đây dạ. là một người chồng dạ. nó rơi nước mắt. Thì anh có gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị em mạnh thường quân sao không? Anh có gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân không? Ừ, cảm ơn mạnh thường quân ha. Khóc luôn. Rơi nước mắt luôn kia. Bây giờ ở hết bệnh. Trời ơi. Rất xót xa là cái đồng tiền từ trong nước và ngoài nước để giúp cho giờ người vợ mình, là anh rất cảm động. Cố gắng lên nha anh, cố gắng lên. Nhiều thôi anh. Hy vọng thì khi mà Mai có gửi gì cô chú hôm nay lên trên đó thì sẽ không. Dạ, con rất là cảm ơn cô chú rất là nhiều để cho con tiếp tục đi điều trị. Con rất là cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cố gắng lên trên đó thì hy vọng là khám thì vết thương không có sao đó, rồi bác sĩ có cái hướng điều trị cho mình á, rồi nhanh hết bệnh chứ nhìn thôi. Em cũng đau đớn thay mặt gia đình ngày Mai 33 tuổi là cảm ơn anh Thắng Miền Tây dạ. và kênh Bagina và Minh Quận và anh Út 83 Sóc Trăng đã sốc. Gửi cho gia đình để một cái số tiền sóc nữa là gửi cho gia đình một cái số tiền là không ít cũng nhiều để tiếp sức cho gia đình. Và chúc anh chị em mạnh thường quân trong nước ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài để giúp các hoàn cảnh nghèo Sóc Trăng nữa ạ. À. Em xin hết ạ. Này rất là đông anh em đến đó kìa. Dạ. Rồi Mai cố gắng ha, cố gắng lên, đừng có lo lắng nhiều. Đi bệnh viện thì mình khám thôi, bệnh thì đi khám thôi, nghĩ là không sao đâu. Chắc là bệnh đó, trong người gầu lo lắm mà gầu lo mà được chuyển lên tiến trên là trời cho là em khỏe là bảo đảm nó ngủ, chuyên qua về cái đó ha. Không cũng yeah. cho nó ngủ, cho nó lên đi nhà cô ba nó ngồi cho nó gió cho nó khỏe trong người. Mà đợt này cô đi là nó chuyên khoa về thận là có thể là em mau bình phục đó. Dạ, dạ. Chứ không có đến đổi đâu. Dạ. Bởi vì anh em mình cũng cứu kịp thời, nói chung là vậy. Trong vòng mấy ngày anh em đến mới có mấy hôm mà đúng không anh? Dạ, dạ. Đó, thì cũng nhờ mạnh thường quân đó, chung tay á. Chứ thường xuyên là anh em đi quay trước vậy là không có tiền đâu, chưa không có phí trước. Dạ. Đó, thì thành ra phải quay lên là mấy cô chú thấy ta mới giúp. Biết sao mình không mấy gì biết.
đi chợ đi gì mấy người trong chợ người ta nói ủa sao mà ý không lên Mai Búp Bình Vương, nói tôi không biết. Bây giờ người tới này nó đi nhà Nhật, nó đi mua sữa cho con nó, vì nhờ Nhật á, nó nói trời ơi trời vậy để chừng nào tôi bán đồ khỏe đi rồi tôi dùng điện cho mấy chú đó. Bởi vì người ta biết gia đình chú ý này cũng nghèo, giác thân giác gì không, đi làm thế không, đâu có ai ở nhà đi gắn làm ăn không mà. Yeah. Rồi bắt đầu nói với Nhật, mới Nhật nó nói rồi để con dùng điện cho thím. Yeah. Rồi mới tôi nói Nhật ơi, nếu mà con làm phước làm cho chót đi, con dùng tiếp đi, bây giờ ý bây giờ không biết sao đâu, bây giờ mai vợ đang nó nằm vậy, bây giờ ý không biết ra sao, nói sao đâu. Bắt đầu nó nói ý đừng có buồn, để con tối nay con điện cho mấy chú đó. Thấy nó lợi, nó điện lợi rồi tôi mừng, nó sáng nó lợi nó cho biết. Là một cái người con trai mà trụ cột ha, trong khi đó đi làm thì vợ không bệnh không gì đi, mà vợ mà bệnh rồi là coi như là cái lo lắng nặng làm cũng không an tâm nữa, làm cũng không an tâm nữa, thì cái đầu cứ nghĩ vợ ở nhà không. Đúng anh, em nói đúng, cái trong lòng anh là suy nghĩ vậy đúng không? Làm không thoải mái á, mệt nhưng mà cũng không có rất thương vợ, là vợ sanh không được hay là bị cái gì thì mình không biết, trong khi đó thì cũng vẫn ở với vợ là 8 năm trời, trong khi đó là phát bệnh ra là mới 2 năm nay ha, mai là hết. Dạ. Hai năm mấy rồi. Trời ơi, biết bao nhiêu tiền. Mọi tiền lên xuống rồi tiền chởn. Ừ. Mai giờ có ngồi vậy được không? Ngồi vậy được không? Đâu đâu chồng đỡ vợ gì ngồi vậy coi. Chồng đỡ. Đó, đỡ vợ ngồi vậy cho từ từ thôi. Cho thoải mái. Trời ơi, nghĩa bên cái chân kìa. Cái chân thẳng không được hả? Một bên thẳng được. Nghe nói chân bác sĩ bắt gắn inox gì nữa phải không? Gắn chưa hả? Chưa cho gắn đâu. Chị này hả? Đâu đâu dán cái chân lên coi coi. Bị teo hả? Teo giờ bên đây nè. Cọc chân bên đây là yếu. Tội. Mang cái chân bệnh nặng cho mình mà chân thì tật nó đi tới đi lui được không? Kè hả? Rồi đi mà mặt nhăn vậy thì đi đau vết mổ. Đau vết mổ. Đi được nhưng mà đau. Bây giờ nó nhức đi, rồi tới nhức đi. Động vết thương có không nên? Mỗi lần đi toilet là đau lắm nè. Bởi vì có cặt chân bên nữa. Chân bên. Đi là phải có người kè hả? Không, vậy là em không có bình thường đâu, bởi vì cái đi bên bị bên thẳng bên nhất bên. Nên em đi thử là được không? Chồng không có đi được đâu. Cầm cái bọc theo nó kìa. Ôi trời đi kìa, chân thấp chân cao. À đi đứng đi cũng không được bình thường. Đau á. Ngồi đi ngồi. Thôi ngồi đi. Đau đi ngồi nó đau. Cái vết mổ còn á. Mỗi lần đau nữa. Dạ. Thôi nằm đi em. Ủa cái vết mổ là cắt chỉ gì chưa ta? Cắt rồi ha. Ờ. Đúng rồi, mới cắt chỉ là đau lắm. Nằm xuống đi, nằm xuống đỡ. Có mệt thì nằm. Rồi. Có mệt thì nằm đi. Ôi. Trời đi. Trời đang mưa. Phải ôm cái bọc nữa kìa. Hai hôm đi khám rồi. Bữa nay 17 cây rồi đây. Bữa nay 15 cây rồi. 16 mốt đi đây. Thôi cố gắng nha. Bây giờ chắc con cũng xin phép ha cô ha. Chào anh luôn. Dạ. Mà chào Mai luôn ha. Rồi trời thì cũng đang mưa cả nhà, anh em hồi nãy vừa đến là mưa luôn. Hôm nay đến thì để coi cái tình hình sức khỏe của em Mai như thế nào. Bên cạnh đó thì anh em thì trong nhóm thì cũng gửi những cái tình thương của nhà hảo tâm á. Nói chung là cũng để gom lại để cho em Mai có thêm chi phí để đi bệnh viện. Hy vọng thì khi mà vào tái khám thì cái vết thương như là cái vết mổ sẽ không có sao. Đó, như bệnh thì sẽ mau hồi phục. Qua video thì cũng cho em cùng với anh em là một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn. Đó. Đã chung tay giúp cho hoàn cảnh của em Mai 33 tuổi nha cả nhà. Bây giờ thì chắc cho phép em cũng như anh em tạm khép video này ở đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả với Mạnh Thường Quân ở video tiếp theo ha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mình xin chào hẹn gặp lại. Rồi, chào cô nhé, chào cả nhà mình nhé. Dạ. Trời đang mưa luôn cả nhà.